Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau đi chữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 4 tập 1 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa tuần 1 với chủ đề là mỗi người một vẻ. Trong tuần 1 này thì chúng ta sẽ có các kiến thức trọng tâm như sau. Các em sẽ học luyện từ và câu về danh từ. Các em sẽ học về tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề. Và các em học về tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến. Đây là 3 kiến thức trọng tâm mà chúng ta sẽ được học trong tuần 1 này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần đọc hiểu và luyện tập. Trong phần đọc hiểu này thì chúng ta sẽ lắng nghe cô đọc bài đọc thi hát. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài đọc để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới các em nhé. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc bài đọc thi hát một lần. Bài đọc thi hát. Một buổi sáng, cả khu rừng xôn xao trước bảng thông báo. Thi hát hả? Tuyệt lắm! Buổi sáng hôm ấy, một góc khu rừng đang được trang hoàng lộng lẫy. Không khí vô cùng náo nhiệt, cuộc thi bắt đầu. Thí sinh thứ nhất có khuôn mặt nhọn hoắt, thân hình nở nang. Hắn tự xưng là sói xám. Sói ta hát vang bài hát của họ nhà sói. Ú, 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 sợ mất giải. Ả cáo cũng tất tả bước lên sân khấu. Cáo hát bài ư, ư, ư. Với bộ lông vàng óng, mượt mà, điểm những vằn cam tươi, khuôn mặt tròn xinh xắn và đôi tai tam giác nhỏ nhắn. Có lẽ chị mèo là thí sinh khả ái nhất của cuộc thi hôm nay. Giọng ca của chị cất lên nghe thánh thót như tiếng chuông buổi sớm. Ngao, ngao, ngao. Meo, meo, meo. Mọi người đang say sưa thưởng thức giọng ca ngọt lịm của chị mèo thì bỗng bịch một cái, một món quà từ trên cây rớt xuống. Hóa ra kẻ trộm là tên chuột nhắt, tưởng đã đánh cắp phần quà của ban giám khảo. Không ngờ vừa nghe tiếng chị mèo, chuột nhắt sợ quá ngã ngất đi. Thế là ban giám khảo trao giải nhất cho chị mèo, vì tiếng hát của chị không chỉ làm say lòng người mà còn làm kẻ xấu phải run sợ. Tối hôm ấy, cả khu rừng tổ chức liên hoan thật là vui, và có lẽ vui nhất chính là chị mèo vàng, người vừa đoạt giải nhất trong cuộc thi hát năm nay. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài đọc thi hát rồi, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới. Câu 1. Khu rừng có thông báo gì? A. Tổ chức cuộc thi thể thao giữa các con vật. B. Tổ chức cuộc thi chạy đua giữa các con vật. C. Tổ chức cuộc thi hát giữa các con vật. D. Tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng giữa các con vật. Vậy thì để trả lời được câu hỏi số 1 này thì chúng ta sẽ cùng nhau quay lại nội dung bài đọc. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc và để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi số 1 các em nhé. Một buổi sáng, cả khu rừng xôn xao trước bảng thông báo. Thi hát hả? Tuyệt lắm! Buổi sáng hôm ấy, một góc khu rừng được trang hoàng lộng lẫy. Vậy thì ở khu rừng có thông báo gì các em nhỉ? Đó là khu rừng có thông báo là tất cả các con vật trong khu rừng thì cũng sẽ cùng nhau thi hát. Như vậy, câu trả lời đúng cho câu hỏi số 1 ở đây đó chính là đáp án C. Khu rừng ra thông báo tổ chức cuộc thi hát giữa các con vật. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án C giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Những con vật nào tham gia cuộc thi hát? A. Quạ, khỉ, sói xám. B. Quạ, khỉ, mèo. C. Quạ, khỉ, voi, sói xám. D. Sói xám, cáo, mèo. Vậy thì để trả lời được câu hỏi số 2 này thì chúng ta lại tiếp tục quan sát bài đọc để tìm ra câu trả lời. Buổi sáng hôm ấy, một góc khu rừng được trang hoàng lộng lẫy, không khí vô cùng náo nhiệt, cuộc thi bắt đầu. Thí sinh thứ nhất có khuôn mặt nhọn hoắt, thân hình nở nang, hắn tự xưng là sói xám. Như vậy, con vật đầu tiên tham gia cuộc thi hát đó chính là sói xám. Sói ta hát vang bài hát của họ nhà sói. Ú, 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 sợ mất giải, ả cáo cũng tất tả bước lên sân khấu. Cáo hát bài ư, ư, ư. Như vậy, con vật thứ hai sau sói xám tham gia cuộc thi hát này đó chính là con cáo. Với bộ lông vàng óng mượt mà, điểm những vằn cam tươi, khuôn mặt tròn xinh xắn và đôi tai tam giác nhỏ nhắn, có lẽ chị mèo là thí sinh khả ái nhất của cuộc thi hôm ấy. Vậy thì con vật tiếp theo tham gia cuộc thi hát sau sói xám và cáo đó chính là chị mèo.
Như vậy, trong cuộc thi hát ngày hôm nay thì sẽ có 3 con vật tham gia, đó là sói xám này, cáo và mèo. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 2 chính là đáp án D. Những con vật tham gia cuộc thi hát là sói xám, cáo và mèo. Chúng ta hãy khoanh tròn vào đáp án D. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Các con vật đã tìm ra phần quà bị đánh cắp bằng cách nào? A. Qua giọng hát thánh thót của chị mèo. B. Qua tiếng gầm đầy sợ hãi của sói xám. C. Qua tiếng hát ư ử của ả cáo. D. Nhờ trí thông minh của tất cả các con vật trong khu rừng. Tiếp tục chúng ta lại quan sát nội dung của bài đọc để tìm ra câu trả lời. Với bộ lông vàng óng mượt mà điểm những phần cam tươi, khuôn mặt tròn xinh xắn và đôi tai tam giác nhỏ nhắn, có lẽ chị mèo là thí sinh khả ái nhất của cuộc thi hôm nay. Giọng ca của chị cất lên nghe thánh thót như tiếng chuông buổi sớm. Ngao, 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 meo, meo, meo. Mọi người đang say sưa thưởng thức giọng ca ngọt lịm của chị mèo thì bỗng bịch một cái, món quà từ trên cây rớt xuống. Hóa ra kẻ trộm là tên chuột nhắt. Tưởng đã đánh cắp phần quà của ban giám khảo, không ngờ vừa nghe tiếng chị mèo, chuột nhắt sợ quá ngã ngất đi. Thế là ban giám khảo trao giải nhất cho chị mèo vì tiếng hát của chị không chỉ làm say lòng người mà còn làm kẻ xấu phải run sợ. Như vậy, các con vật đã tìm ra phần quà bị đánh cắp bằng cách đó là khi mà chị mèo cất tiếng hát lên thì đã làm cho chú chuột nhắt sợ quá mà đã ngã ngất đi. Và cũng chính vì tiếng hát của chị mèo không chỉ làm say lòng tất cả mọi người mà còn làm cho kẻ xấu là chuột nhắt phải cảm thấy run sợ. Như vậy thì các con vật đã tìm ra món quà bị đánh cắp bằng cách là qua giọng hát thánh thót của chị mèo. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 3 chính là đáp án A. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Vì sao ban giám khảo lại trao giải nhất cho chị mèo? A. Vì nhờ có trí khôn của mình mà chị mèo đã tìm ra phần quà bị đánh cắp. B. Vì tiếng hát của chị mèo đã làm cảm động lòng người. C. Vì chị mèo khiến kẻ xấu phải run sợ bỏ chạy, không dám quay lại khu rừng. D. Vì tiếng hát của chị mèo làm say lòng người và khiến kẻ xấu phải run sợ. Như vậy thì lý do mà ban giám khảo lại trao giải nhất cho chị mèo ở đây đó là mọi người đang say sưa thưởng thức giọng ca ngọt lịm của chị mèo thì bỗng bịch một cái, một món quà từ trên cây rớt xuống. Hóa ra kẻ trộm là tên chuột nhắt. Tưởng đã đánh cắp phần quà của ban giám khảo, không ngờ vừa nghe tiếng chị mèo, chuột nhắt sợ quá ngã ngất đi. Thế là ban giám khảo trao giải nhất cho chị mèo vì tiếng hát của chị không chỉ làm say lòng người mà còn làm kẻ xấu phải run sợ. Như vậy là lý do mà ban giám khảo trao giải nhất cho chị mèo là bởi vì giọng hát của chị mèo không chỉ làm say đắm lòng người mà còn làm cho kẻ xấu phải run sợ. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 4 là đáp án D. Vì tiếng hát của chị mèo làm say lòng người và khiến kẻ xấu phải run sợ. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án D giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Câu 5, thông qua câu chuyện trên, tác giả muốn nói với chúng ta điều gì? A. Các con vật đều có tiếng hát rất hay, làm say đắm lòng người. B. Mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng nên hãy trân trọng vẻ đẹp đó của mình. C. Mỗi con vật trong khu rừng đều có một tài năng khác nhau. D. Thế giới của các con vật trong khu rừng rất tươi đẹp và nhiều màu sắc. Như vậy qua bài đọc thi hát thì chúng ta có thể thấy được là cả sói xám này, cáo và chị mèo thì đều có những cái tài năng rất khác nhau, đều có những cái giọng hát khác nhau. Như vậy thông qua câu chuyện thì tác giả muốn nói với chúng ta là mỗi con vật trong khu rừng thì đều có một tài năng khác nhau. Như vậy câu trả lời đúng cho câu hỏi số 5 chính là đáp án C. Mỗi con vật trong khu rừng đều có một tài năng khác nhau. Các em hãy khoanh tròn và đáp án C giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy tìm và viết lại những danh từ có trong các câu sau. Câu A. Quê em có biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Vậy thì chúng ta lại cần nhớ lại kiến thức về danh từ. Danh từ ở đây thì chúng ta sẽ có các danh từ chỉ người, danh từ chỉ vật, danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên và danh từ chỉ thời gian. Danh từ chỉ người ở đây cô lấy ví dụ như là bác sĩ này, giáo viên này,
học sinh này, em này thì đều là những danh từ mà chỉ người. Còn danh từ chỉ vật ở đây cô lấy ví dụ như là cái bút này, thước kẻ này hay là cái cốc này thì đều là những danh từ chỉ vật. Còn danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên như là nắng, mưa thì đó là những danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên. Danh từ chỉ thời gian cô có ví dụ như là tháng 9 này, mùa xuân này hay là ngày hội này thì đó đều là những danh từ chỉ thời gian. Thì bây giờ chúng ta dựa vào kiến thức mà cô vừa nhắc lại về danh từ thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành câu hỏi số 6 các em nhé. Ý A ở đây thì chúng ta sẽ có các danh từ như sau. Danh từ đầu tiên đó chính là từ quê, từ em, từ biển, từ cát và cuối cùng là từ nắng. Thì đây là những danh từ xuất hiện trong câu A. Ở đây chúng ta thấy có danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên là nắng này. Danh từ chỉ vật thì chúng ta có cát này, có biển này. Danh từ chỉ người thì chúng ta sẽ có em này, là những danh từ mà xuất hiện trong câu A. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Mẹ đi chợ về mua bánh mì, sữa và táo cho em. Vậy thì chúng ta sẽ có các danh từ đầu tiên đó chính là mẹ. Mẹ ở đây sẽ là danh từ chỉ người. Thứ hai là chợ. Thứ ba là có bánh mì. Bánh mì ở đây chính là danh từ chỉ vật. Tiếp theo là chúng ta có danh từ tiếp theo là sữa, là danh từ chỉ vật. Cô có từ táo. Và cuối cùng là cô có từ em, là danh từ chỉ người. Như vậy ở ý B chúng ta có các danh từ đó là mẹ này, chợ, bánh mì, sữa, táo và em, là những danh từ xuất hiện trong câu B. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy sắp xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. Cô có các từ đó là bố mẹ này, tháng 2, đôi đũa, cuối tuần, bão tuyết, giáo viên, quận len, quả táo, nhân dân, hoa cau, nắng, cầu vồng, cuối năm. Và cô sẽ có bảng có các nhóm đó là danh từ chỉ người này, danh từ chỉ sự vật, danh từ chỉ vật này, từ chỉ thời gian. Ở đây thì cô sẽ có nhóm đó là từ chỉ người này, từ chỉ vật này, từ chỉ thời gian và từ chỉ hiện tượng tự nhiên. Vậy thì đầu tiên cô có từ bố mẹ. Bố mẹ ở đây chính là từ chỉ người, chúng ta sẽ ghi vào cột từ chỉ người là bố mẹ. Tiếp theo, cô có tháng 2. Tháng 2 ở đây chính là từ chỉ thời gian, thì chúng ta sẽ ghi vào cột từ chỉ thời gian là tháng 2. Tiếp theo là cô có từ đôi đũa. Đôi đũa ở đây chính là từ chỉ vật, thì chúng ta sẽ ghi vào cột từ chỉ vật là đôi đũa. Thứ ba là cuối tuần. Cuối tuần ở đây là từ chỉ thời gian, thì chúng ta sẽ ghi vào cột từ chỉ thời gian là cuối tuần. Tiếp theo cô có từ bão tuyết. Bão tuyết ở đây là từ chỉ hiện tượng tự nhiên, thì chúng ta sẽ ghi vào cột từ chỉ hiện tượng tự nhiên là bão tuyết. Từ tiếp theo cô có là giáo viên. Giáo viên ở đây thì sẽ là từ chỉ người, chúng ta sẽ ghi vào cột từ chỉ người là giáo viên. Tiếp theo cô có từ quận len. Quận len ở đây là từ chỉ vật, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ vật. Cô có từ quả táo. Quả táo cũng là từ chỉ vật, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ vật là quả táo. Tiếp theo cô có từ nhân dân. Nhân dân ở đây chính là từ chỉ người, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ người là nhân dân. Cô có hoa cau. Hoa cau ở đây sẽ là từ chỉ vật, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ vật là hoa cau. Cô có từ nắng. Nắng ở đây là từ chỉ hiện tượng tự nhiên, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ hiện tượng tự nhiên là nắng. Tiếp theo là cô có từ cầu vồng. Cầu vồng cũng là từ chỉ hiện tượng tự nhiên, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ hiện tượng tự nhiên là cầu vồng. Và từ cuối cùng là cuối năm, là từ chỉ thời gian, thì cô sẽ ghi vào cột từ chỉ thời gian là cuối năm. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bảng sau. Chúng ta sẽ có từ chỉ người gồm có bố mẹ, giáo viên, nhân dân. Từ chỉ vật chúng ta có đôi đũa, quận len, quả táo, hoa cau. Từ chỉ thời gian chúng ta có tháng 2, cuối tuần, cuối năm. Từ chỉ hiện tượng tự nhiên chúng ta có bão tuyết, nắng và cầu vồng. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Em hãy gạch chân vào các danh từ có trong khổ thơ sau. Cô có khổ thơ
Vui sao khi chớm vào hè, xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa, rộn ràng là một cơn mưa, trên đồng bông lúa cũng vừa uốn câu. Đoạn thơ được trích trong bài thơ Mùa xuân mùa hè của tác giả Trần Đăng Khoa. Để bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm danh từ, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau gạch chân vào danh từ xuất hiện trong khổ thơ các em nhé. Danh từ đầu tiên xuất hiện trong khổ thơ này đó chính là tiếng sẻ này, tiếng ve này, mùa này, hè này, mưa này, đồng, bông lúa và cái câu là những danh từ xuất hiện trong khổ thơ Mùa xuân mùa hè của tác giả Trần Đăng Khoa. Như vậy thì trong khổ thơ này chúng ta sẽ có các danh từ như sau. Đầu tiên là danh từ hè này, thứ hai là tiếng sẻ này, danh từ số 3 là tiếng ve này, danh từ số 4 là mùa, danh từ số 5 là mưa, danh từ số 6 là đồng, danh từ số 7 là bông lúa và danh từ số 8 là câu. Thì đây là những cái danh từ xuất hiện trong khổ thơ của tác giả Trần Đăng Khoa. Thì chúng ta hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 9. Em hãy đặt câu với các danh từ dưới đây. Cô có danh từ là mẹ em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu với danh từ mẹ em như sau. Cô sẽ có một câu đó là mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Câu của cô sẽ là mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Như vậy là với danh từ mẹ em thì cô đã được một câu hoàn chỉnh như sau. Mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và danh từ ở đây mà chúng ta đặt câu đó là danh từ là mẹ em. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B là cây bàng. Đây là danh từ chỉ cây cối. Thì chúng ta sẽ đặt một câu với danh từ cây bàng đó là cây bàng nghiêng mình chào đón mùa hè. Như vậy với danh từ cây bàng là danh từ chỉ cây cối thì cô đã có một câu đó là cây bàng nghiêng mình chào đón mùa hè. Và danh từ ở trong câu văn này của cô đó là cây bàng là danh từ chỉ cây cối. Như vậy với danh từ chỉ người là mẹ em thì chúng ta đã được một câu hoàn chỉnh đó là mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Còn với danh từ cây bàng là danh từ chỉ cây cối thì chúng ta đã có một câu văn đó là cây bàng nghiêng mình chào đón mùa hè. Thì đây chính là 9 câu hỏi ở trong phần đọc hiểu luyện tập. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời mà cô đã hướng dẫn vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là phần luyện tập cách viết đoạn văn nêu ý kiến và câu chủ đề. Trước hết để đi làm được bài tập ở trong phần 3 này thì chúng ta cần phải ôn lại kiến thức về cách viết đoạn văn nêu ý kiến và câu chủ đề. Thứ nhất là câu chủ đề. Các em nhớ lại là câu chủ đề thì thường sẽ được nằm ở đầu đoạn văn hoặc là được nằm ở cuối đoạn văn. Và câu nêu chủ đề thì sẽ là câu ý chính xuất hiện trong của đoạn văn đó. Và các câu tiếp theo thì sẽ làm rõ ý chính trong đoạn văn. Còn với cách viết đoạn văn nêu ý kiến là chúng ta sẽ nói là lý do tại sao mà mình thích hoặc là tại sao mà mình không thích câu chuyện đó. Và chúng ta sẽ giải thích cái lý do là vì sao mà mình thích câu chuyện và vì sao mà mình không thích câu chuyện đó. Thì đấy là cách mà chúng ta sẽ viết đoạn văn nêu ý kiến. Và thường thì cách viết đoạn văn nêu ý kiến thì chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Đó là phần mở đầu, phần triển khai và phần kết thúc. Trong phần mở đầu là chúng ta sẽ nêu nhận xét hoặc là nêu cảm nghĩ của mình về câu chuyện đó. Ví dụ là chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ về câu chuyện bó đũa chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nói là em rất là thích câu chuyện bó đũa hoặc là em không thích. Thì chúng ta sẽ nói rõ là chúng ta thích hay là không thích câu chuyện ở ngay phần mở đầu. Tiếp theo là phần triển khai là các em sẽ làm rõ các lý do là tại sao mình lại yêu thích câu chuyện đó hoặc là tại sao mình lại không yêu thích câu chuyện đó, là chúng ta sẽ lấy những cái dẫn chứng cụ thể để làm rõ được cái lý do mà mình yêu thích câu chuyện. Và phần thứ ba là phần kết thúc là chúng ta sẽ khẳng định lại ý kiến của mình về câu chuyện đó. Thì đấy là 3 phần để chúng ta có thể viết được một đoạn văn nêu ý kiến. Sau khi mà các em đã lắng nghe cô nhắc lại lý thuyết về cách viết đoạn văn nêu ý kiến và câu chủ đề rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi ở trong phần 3 này các em nhé. Em hãy đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Cô có đoạn văn như sau. Trong các câu chuyện cổ tích, nhân vật mà em yêu thích nhất là Thạch Sanh. Chàng không chỉ dũng cảm mà còn có tấm lòng độ lượng, nhân hậu. Điều này thể hiện qua việc chàng đã một mình tiêu diệt Trần Tinh để bảo vệ cuộc sống yên bình cho dân làng và tha mạng cho mẹ con Lý Thông. Hành động ấy khiến hình tượng chàng Thạch Sanh trở nên vô cùng vĩ đại trong lòng em. Theo Tú Ngân, câu A, em hãy tìm câu chủ đề trong đoạn văn trên.
Vậy thì câu chủ đề ở đây là thường sẽ nằm ở đầu đoạn văn hoặc là nằm ở cuối đoạn văn, và câu chủ đề sẽ là câu nêu ý chính của đoạn văn đó. Vậy câu đầu tiên trong đoạn văn đó là: trong các câu chuyện cổ tích, nhân vật mà em yêu thích nhất là Thạch Sanh. Như vậy thì câu chủ đề trong đoạn văn này sẽ nằm ở vị trí đầu câu, và đó là câu: trong các câu chuyện cổ tích, nhân vật mà em yêu thích nhất là Thạch Sanh. Và các câu văn tiếp theo là làm rõ ý là tại sao em lại yêu thích nhân vật Thạch Sanh đó. Là bởi vì chàng là một người dũng cảm này, có tấm lòng độ lượng này và nhân hậu. Những điều đó thì được thể hiện qua các chi tiết, đó là một mình tiêu diệt Trần Tinh để bảo vệ cuộc sống yên bình cho dân làng này. Và dù bị mẹ con Lý Thông nhiều lần hãm hại nhưng Thạch Sanh vẫn tha mạng cho mẹ con Lý Thông. Thì đây là những chi tiết mà thể hiện được cái tinh thần dũng cảm và tấm lòng nhân hậu độ lượng của Thạch Sanh. Như vậy câu chủ đề ở đây đó là: trong các câu chuyện cổ tích, nhân vật mà em yêu thích là Thạch Sanh. Là ngay ở câu chủ đề đã nêu được là em thích hay là không thích nhân vật ở trong một câu chuyện. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ghi câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Trong các câu chuyện cổ tích, nhân vật mà em yêu thích nhất là Thạch Sanh. Như vậy đây chính là câu trả lời cho ý A, đó là câu tìm câu chủ đề có trong đoạn văn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Câu chủ đề nằm ở vị trí nào trong đoạn văn trên? Thì chắc chắn là câu chủ đề sẽ nằm ở vị trí đầu câu ở trong đoạn văn trên rồi, đúng không nào? Thường thì câu chủ đề sẽ nằm ở vị trí đầu câu hoặc là nằm ở vị trí cuối câu và nêu ý chính trong đoạn văn đó. Nhưng trong trường hợp này thì câu chủ đề được nằm ở vị trí đầu câu. Như vậy câu trả lời đó là câu chủ đề nằm ở vị trí đầu câu trong đoạn văn. Như vậy là ở trong phần 3 luyện tập cách viết đoạn văn nêu ý kiến và câu chủ đề thì cô đã hướng dẫn các em trả lời xong được 2 câu hỏi rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4 là phần nghe nói. Dựa vào bức tranh dưới đây, em hãy giới thiệu những đặc điểm nổi bật về người bạn của mình. Ở đây thì cô sẽ có 4 bức tranh như sau. Bức tranh đầu tiên là bạn nhỏ đang giới thiệu người bạn của mình tên là Mai. Bức tranh thứ hai là bạn nhỏ đang giới thiệu là bạn Mai thì có khuôn mặt rất là bầu bĩnh này. Bức tranh số 3 thì bạn nhỏ đang giới thiệu là bạn Mai có một đôi mắt rất là to tròn. Và bức tranh số 4 thì bạn nhỏ đang giới thiệu là bạn Mai có một mái tóc dài màu nâu. Như vậy là chúng ta sẽ dựa vào gợi ý trong 4 bức tranh này để chúng ta sẽ giới thiệu về những đặc điểm nổi bật về người bạn của mình. Thì cô sẽ có một bài giới thiệu về những đặc điểm nổi bật của người bạn của mình như sau. Đầu tiên chúng ta cần phải giới thiệu được là người bạn của mình tên là gì. Ở trong bức tranh này thì là bạn nhỏ đã giới thiệu người bạn tên là Mai. Vậy cô sẽ có một câu văn như sau: người bạn thân nhất của em tên là Mai. Ở bức tranh số 2 là người bạn nhỏ đang giới thiệu là bạn Mai có một khuôn mặt bầu bĩnh, thì cô sẽ có câu văn như sau: Mai có khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Ở bức tranh số 3, bạn nhỏ đang giới thiệu là Mai có một đôi mắt to tròn, thì cô sẽ có một câu văn như sau: đôi mắt của Mai to tròn, sáng lấp lánh như những vì sao. Và bức tranh số 4 là bạn nhỏ đang giới thiệu là bạn Mai có một mái tóc dài màu nâu, và cô sẽ có một câu văn như sau: Mai có một mái tóc dài màu nâu được bạn tết lại thành hai bím rất xinh xắn. Mai quả thực là một cô gái rất xinh đẹp. Ở câu văn cuối cùng là sẽ khẳng định lại là bạn Mai là một cô gái rất là xinh đẹp. Như vậy là sau khi dựa vào nội dung của 4 bức tranh này thì cô sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh để giới thiệu đặc điểm nổi bật về người bạn của mình như sau. Người bạn thân nhất của em tên là Mai. Mai có khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu. Đôi mắt của Mai to tròn, sáng lấp lánh như vì sao. Mai có một mái tóc dài màu nâu được bạn tết lại thành hai bím xinh xinh. Mai quả thực là một cô gái xinh đẹp. Thì đây chính là phần gợi ý trong phần nghe nói của cô. Thì các em hãy nhớ dựa vào 4 bức tranh trong phần nghe nói này để giới thiệu về những đặc điểm nổi bật về người bạn thân của mình các em nhé. Phần nghe nói cũng là phần cuối cùng ở trong tuần 1 này rồi. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được toàn bộ bài tập ở trong tuần 1 với chủ đề là mỗi người một vẻ rồi. Các em hãy nhớ ghi lại toàn bộ câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau thì cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 2 với chủ đề là mỗi người một vẻ. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.